tháng 10 năm 2012, Cộng sản Việt Nam tuyên án 4 năm tù giam, 2 năm quản chế đối với một nhạc sĩ yêu nước. Chỉ vì hai nhạc phẩm nói lên quyền làm chủ đất nước của người dân Việt Nam. Anh là ai và Việt Nam tôi đâu? Hai nhạc phẩm của anh đã lay động nhiều con tim yêu nước. Trong đó có một người nhạc sĩ ở hải ngoại cùng chia sẻ niềm thao thức với vận mệnh đất nước. 2 tháng sau khi nhạc sĩ Việt Khang bị bắt, nhạc sĩ Trúc Hồ và đài truyền hình SBTN khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư gửi tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ áp lực Hà Nội để thả Việt Khang. Chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi, chiến dịch đã có sự tham gia của hàng trăm ngàn người Việt tại Hoa Kỳ, trở thành một hiện tượng chưa từng có trước đó. Sau đó, SBTN cùng người Việt khắp nơi tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ. Sự đoàn kết của người Việt khắp nơi cũng thúc đẩy các tổ chức quốc tế, các quốc gia tự do lên tiếng. Trong đó là sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhiều chính giới Hoa Kỳ và đặc biệt một thượng nghị sĩ yêu mến nhân quyền, thượng nghị sĩ John McCain. Nhờ vào sự can thiệp quyết liệt của thượng nghị sĩ John McCain, cuối cùng nhạc sĩ Việt Khang đã thật sự được tự do. Ngày 8 tháng 2 năm 2018, nhạc sĩ Việt Khang đã đặt chân đến phi trường Los Angeles, Hoa Kỳ trong vòng tay chào đón của bạn bè và những người yêu mến. Đánh dấu một thành quả không nhỏ của người Việt khắp nơi cho ước mơ nhân quyền và dân chủ trên quê hương Việt Nam. Việt Khang xin chào mừng đến miền đất tự do, để những dòng nhạc vì quê hương sẽ tiếp tục được bay xa. Là những hình ảnh mà tóm tắt lại một quá trình trong 6 năm trời vận động miệt mài khi cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới đã đến với nhau để chứng minh về sức mạnh chính trị của mình trong công cuộc vận động cho các tù nhân lương tâm Việt Nam, trong đó có nhạc sĩ Việt Khang. Nhờ sự kiên nhẫn vận động của cộng đồng, nhạc sĩ Việt Nam ngày hôm nay đã đến được bên bờ tự do. Và trong chương trình ngày hôm nay được phát hình live, Trần Nắng xin được thứ nhất là xin chào chị Ngọc Đăng Thanh đã trở lại với đài truyền hình SBTN sau một thời gian vắng mặt vì bị bệnh. Có thể nói đây là một cái dịp may mắn cho nhạc sĩ Việt Khang ngày hôm nay khi có sự hiện diện của chị Ngọc Đăng Thanh. Và Tường Thắng xin mời chị Ngọc Đăng Thanh có vài lời khán giả SBTN. Dạ, cảm ơn Tường Thắng và Ngọc Đăng Thanh. Xin trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi của đài truyền hình SBTN đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì Ngọc Đăng Thanh đã mắc phải một cái cơn bệnh, mà may mắn đó là nhờ tất cả khán giả, những người quen biết cũng như những người không có quen biết cũng đều góp lời để cầu nguyện cho Ngọc Đăng Thanh được qua cơn hiểm nghèo. Và đó chính là những cái viên thuốc tinh thần rất là mạnh để giúp cho Ngọc Đăng Thanh được ngày hôm nay ngồi trước ống kính của đài truyền hình SBTN trong chương trình đặc biệt, đó là chào đón người em mới đến đất Mỹ, nhạc sĩ Việt Khang. Dạ, xin mời nhạc sĩ Việt Khang. Việt Khang trân trọng kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình khắp nơi trên toàn thế giới. Việt Khang có lời gì muốn nhắn nhủ với gửi lời thêm cho cộng đồng khắp nơi ngoài khán giả của SBTN, những người đang xem cái chương trình của Việt Khang hiện tại trên khắp nơi trên thế giới qua hệ thống mạng xã hội Facebook? Việt Khang rất là vui mừng và hạnh phúc khi cách đây vài hôm Việt Khang được đặt chân đến Hoa Kỳ và vừa rồi xem lại những cái video clip mà trong cái suốt cái quá trình mà tất cả quý ông bà cô bác khắp nơi đã ủng hộ, đã giúp đỡ cho Việt Khang và sự giúp đỡ đặc biệt của thượng nghị sĩ John McCain, anh nhạc sĩ Trúc Hồ và luật sư Thục Minh, và cũng như là tấm lòng của tất cả quý vị đã dành cho Việt Khang để Việt Khang có được ngày hôm nay xuất hiện nơi đây, mảnh đất tự do Hoa Kỳ. Cảm ơn Việt Khang. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên khi mà nhạc sĩ Trúc Hồ
biết đến nhạc phẩm Anh Là Ai do cái phóng sự của phóng viên Nghê Lữ thực hiện cho SBTN, thì nhạc phẩm này nó đã tạo cho nhạc sĩ Trúc Hồ một cảm xúc rất là mạnh, và đặc biệt khi biết tác giả nhạc phẩm này bị bắt. Từ đó nhạc sĩ Trúc Hồ đã quyết định phát động phong trào thỉnh nguyện thư đi gửi lên Tòa Bạch Ốc và đấu tranh cho Việt Khang. Việt Khang có thể chia sẻ với quý khán giả biết là nhạc phẩm Anh Là Ai em đã sáng tác vào lúc nào? Kính thưa chị Ngọc Đăng Thanh, kính thưa tất cả quý vị. Cái bài Anh Là Ai là Việt Khang đã sáng tác vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2011. Trong khi người dân ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và Sài Gòn, đã có những cái cuộc xuống đường để mà phản đối cái sự bành trướng của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thì có những cái cuộc xuống đường ôn hòa như vậy mà lại bị sự đàn áp của những người thường phục của chính quyền, cũng như là những mật vụ hay là công an chìm, gây khó dễ, cũng như bắt bớ và thậm chí là đánh đập những người xuống đường ôn hòa, biểu lộ lòng yêu nước của mình phản đối Trung Quốc với những cái đòi hỏi phi lý ở ngoài Biển Đông của Việt Nam. Thì cái cảm xúc, những cái cuộc biểu tình đó, những cái cuộc xuống đường ôn hòa đó lại gặp phải những cái sự đàn áp nó vô lý như vậy, khiến cho Việt Khang đặt cái dấu hỏi là những cái người trực tiếp đàn áp như vậy, anh là ai mà anh lại có những cái việc làm đối với những cái người yêu nước như vậy? Anh là ai mà anh lại đánh đập những cái người xuống đường ôn hòa không có một tấc sắt trong tay? Anh là ai mà anh nói tiếng nói Việt Nam như chúng tôi mà anh không đứng về để bảo vệ cái chủ quyền quốc gia giống như là chúng tôi? Đại khái là như vậy. Thì Việt Khang đã sáng tác ra bài hát Anh Là Ai trong cái thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9, 2011. Và sau đây kính mời quý khán giả theo dõi nhạc phẩm Anh Là Ai do chính Việt Khang trình bày. Nhạc phẩm chính nhạc sĩ đã trình bày lần đầu tiên ở trên YouTube đã làm lay động cả một thế hệ trong và ngoài nước. Kính mời quý vị xem. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã có nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không? Sao bắn tôi
tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong dòng tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau anh là ai ra thì một nhạc phẩm khác cũng được nhiều người biết đến của Việt Khang, đó là Việt Nam Tôi Đâu. Thì Việt Khang có thể cho biết là tác phẩm này Việt Khang đã sáng tác vào cái thời điểm nào? Kính thưa chị Ngọc Lan Thanh, thưa tất cả quý vị, là cái bài hát Việt Nam Tôi Đâu thật ra là Việt Khang sáng tác trước cái bài Anh Là Ai, cũng như là được đăng trên YouTube trước cái bài Anh Là Ai. Thì cũng nói đến cái cơ duyên. Cái cơ duyên là Việt Khang có gặp anh Vũ Trực, là trưởng nhóm, là cái người thành lập ra cái nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước ở trên cái hệ thống Powertalk cái thời điểm đó. Thì trong những cái lúc sinh hoạt ở trên Powertalk như vậy thì anh Vũ Trực có nhã ý là muốn Việt Khang tham gia vào trong cái nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước. Ok, Việt Khang đồng ý với anh. Cái việc làm của nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước là viết blog, viết những cái bài viết về những cái diễn biến trong xã hội mà nơi mà mình sinh sống, mình thấy cái gì chướng mắt hay là những cái gì nó bất công thì mình viết ra. Nhưng mà Việt Khang có chia sẻ với lại anh Vũ Trực rằng em không có giỏi viết báo hay viết blog. Thì anh Vũ Trực anh mới nói là như thôi thì cứ từ từ, có tham gia là vui rồi. Bây giờ là tạm thời các em cứ ngơi nghỉ, rồi để xem coi sắp tới là cái chuyện gì xảy ra thì chúng ta mới cùng nhau suy nghĩ coi coi sẽ làm cái gì. Thì trong cái thời điểm ngơi nghỉ như vậy, Việt Khang mới sáng tác ra cái bài Việt Nam Tôi Đâu và chưa có hòa âm. Thì Việt Khang hát qua cái điện thoại thôi, nói với anh nghe cho em cái bài này em mới viết, em chưa có đặt cái tựa nữa. Sau khi hát đi hát lại thì anh Vũ Trực ok, cái bài này anh không có dám bàn việc về cái lời hết, nó quá ok rồi, anh thích lắm, nhưng mà bây giờ để suy nghĩ cho cái tựa. Thì cuối cùng anh Vũ Trực là cái người đã đặt Việt Nam Tôi Đâu cho cái bài hát đó, chính là cái bài Việt Nam Tôi Đâu. Và cũng là cái bài mà Việt Nam Tôi Đâu thì là cái bài anh Vũ Trực là cái người nghe đầu tiên cái bài đó. Và sau khi mà cái câu chuyện của Việt Khang xảy ra sau đó, những năm tù, thì trong cái thời điểm ở tù thì cũng nói đến cơ duyên là hình như là đã không còn cái duyên với lại anh Vũ Trực nữa. Cho nên là không còn liên lạc,
không còn có những cái sinh hoạt gì nữa. Cho tới cái ngày mà Việt Khang về sau 2 năm quản chế, cũng như là ngày hôm nay đến nơi đây cũng chưa có liên lạc với anh. Nhưng mà cũng đó là một cái cơ duyên mà Việt Khang nghĩ cũng là cái sự trân trọng đối với trong lòng của Việt Khang trong cái suốt thời gian qua. Và một cái điều cũng rất là quan trọng, đó là cái tên Việt Khang. Việt Khang trong nhóm không phải tên là Việt Khang, là một cái tên khác nữa. Tên thật là Võ Minh Trí, nhưng là trong nhóm là một cái tên khác nữa. Thì cứ anh Vũ Trực, anh muốn Việt Khang lấy một cái tên nào đó để giữ bí mật an toàn cho mình. Đó là như vậy. Thì cứ suy nghĩ mãi, không có cái tên nào hay cả. Cái cuối cùng anh Vũ Trực hỏi, con của em đặt tên gì? Cái Việt Khang mới nói là, con của em đặt tên là Võ Khang. Chỉ có hai chữ thôi, tại em muốn con của em nó mạnh mẽ. Cái anh Trực anh mới thốt lên, anh nói, hay là mình đặt tên là Việt Khang đi. Việt là Việt Nam và Khang chính là đứa con trai của em. Đó là Khang, là cái sự khang an cho đất nước Việt Nam. Nó cũng là một cái ý nghĩa rất là mong muốn được cái điều đó. Cho nên là Việt Khang đã đồng ý lấy cái tên Việt Khang. Và kể từ đó là Việt Khang lên trên bao thoát nói chuyện chơi chứ không được phép hát. Hát ra một cái là người ta biết, à, cái thằng Việt Khang này chính là cái thằng đang nói chuyện ở đây, thì sẽ không có an toàn. Đó là thưa. Cho Đáng xin hỏi một cái câu hỏi tương đối hơi cá nhân một chút, là với hai nhạc phẩm mà Việt Khang vừa sáng tác là Việt Nam Tôi Đâu Và Anh Là Ai, lúc đó Việt Khang có bao giờ nghĩ rằng là hai tác phẩm này sẽ đưa mình vào chốn lao tù hay không? Cái câu hỏi này cũng rất là hay. Tại vì mà khi viết ra những cái bài hát này, không có ai cảm nhận bằng cái người trong nước cảm nhận được là những cái lời văn của mình động chạm, sẽ động chạm và sẽ có những cái nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng mà mình hạn chế hết mức có thể, đổi cái tên khác và lên sinh hoạt ở trên bao thoát cũng không hát, để bảo toàn mà cho cái sự an nguy của mình, cái sự an toàn của mình. Nhưng mà cuối cùng thì có lần đó Việt Khang có cho vợ nghe, thì vợ mới nói rằng cái giọng hát của anh là đồng nghiệp của em sẽ nghe và biết anh liền. Khi mới bà xã mới nói cái này là nguy hiểm quá. Cái Việt Khang mới nói, như cô Lê Thị Công Nhân làm rất là nhiều việc mà lãnh bản án 3 năm tù, thì nếu anh bắt quá có bị bắt á, thì chắc có lẽ là khoảng 1 năm thôi. Là Việt Khang tính nhẩm là mình có thể bị bắt thì sẽ 1 năm tù thôi, nhưng mà tính nhẩm thành tính nhầm 4 năm lận. Vâng, kính thưa quý vị, nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu đã gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh giặc ngoài xâm đang núp bóng một chính quyền thái thú mang tên Việt Nam, nhưng chỉ phục vụ cho quyền lợi của phương Bắc. Là một người công dân Việt Nam, ai ai cũng đau lòng nghe những câu hát như là giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang ngược trên quê hương ta. Xin mời quý khán giả theo dõi thưởng thức nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu do chính nhạc sĩ Việt Khang trình bày. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa
trong kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền quý giàu sang dối dàng. Giờ đây Việt Nam còn hay đã kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, vào tháng 9 năm 2016, một album nhạc được thực hiện với 12 nhạc phẩm bị cấm hát tại 12 quốc gia. Album nhạc mang tựa đề là Unsung, tạm dịch là những bản nhạc cấm, do nhạc sĩ Modi thực hiện với sự hỗ trợ của tổ chức nghệ thuật tại Na Uy. Nhạc sĩ Modi đã gặp gỡ rất nhiều nhạc sĩ tuy không có cùng một hoàn cảnh lịch sử đang sống, nhưng có cùng một ngọn lửa đấu tranh thật là mãnh liệt cho quyền được hát những sáng tác của mình. Việt Khang là một nhạc sĩ được chọn để thực hiện trong album đó, gồm có 12 nhạc sĩ từ 12 quốc gia. Chính nhạc sĩ Modi đã hát nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu, dịch ra tiếng Anh là Where Is My Vietnam. Và sau đây xin mời quý khán giả theo dõi nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu, Where Is My Vietnam, do chính nhạc sĩ Modi trình bày. My Vietnam, I have known you for so long. Lately I've become aware of all your sorrow. People are hungry and afraid, while 100 miles away their leaders pick on pork chops and champagne. My Vietnam, there is rust upon your star, and your wealth is with those who are in betray your mountains and your rivers. They have all failed you and sold your land away. So where are you now, my Vietnam? Where are your daughters and sons? You must wake up and raise your voice as one. And though we deal but little strokes, in time we will fell great oaks. Hold with me now, ask where's my Vietnam? Mm-hmm.
Việt Khang, em có cảm tưởng như thế nào và cảm xúc thế nào khi mà một người nhạc sĩ Na Uy, ông tên là Modi, và ông đã sáng tác, không phải sáng tác mà là viết từ cái lời nhạc của em để ra, của cái dòng nhạc của Na Uy. Em, nãy giờ em đã xem những hình ảnh thì em thấy như sao? Dạ, kính thưa chị Ngọc Lan Thanh, là một người ở một quốc gia khác, một cái văn hóa khác mà lại hát theo cái feel của họ, theo cái cảm xúc của họ là như thế này, thì Việt Khang được một người ở bên Na Uy, là người Việt ở bên Na Uy, điện thoại về cho Việt Khang nói là có một người nghệ sĩ ở bên Na Uy muốn lấy cái bài hát của em dịch ra tiếng Việt để mà hòa âm lại hát trong cái CD của họ, là cái CD gồm những bài nhạc cấm trên toàn thế giới, cũng như là 12 bài hát thì 12 quốc gia khác nhau. Thì Việt Khang đồng ý và cảm thấy mình đó là cái điều Việt Khang vinh dự và nên làm. Thì trở lại cái câu hỏi của chị Ngọc Lan Thanh, nghe cái anh này anh hát tiếng Anh và dùng cái kỹ thuật của ảnh, nó không giống như cái người Việt Nam mình feel trong cái lúc hát. Tuy rằng là nó khác như vậy, nhưng mà Việt Nam cảm nhận được rằng cái tình cảm của ảnh dành cho những cái bất hạnh, dành cho những cái bất công, rất là làm cho Việt Nam
cảm thấy ngưỡng mộ cái việc làm của ảnh. Ảnh thì đâu có cần thiết phải bay từ Na Uy đến Việt Nam để gặp Việt Khang, nhưng ảnh đã làm điều đó, bay từ Na Uy về Việt Nam xuống Mỹ Tho gặp Việt Khang và cũng làm một cái cuộc phỏng vấn ngắn để hỏi Việt Khang là viết cái bài đó như thế nào, và anh đã ở trong tù, cái hoàn cảnh của anh sống ra sao, hỏi thăm. Việt Khang nói bằng tiếng Việt, có một người phụ nữ làm thông dịch cho Việt Khang. Việt Khang nói tới đâu, cô đó khóc tới đó. Rồi Paul Modi mới kêu Việt Khang hát một bài nào khác cho Modi nghe. Thì Việt Khang có hát cái bài Tội Nghiệp Thân Anh của anh Trúc Hồ. Cái bài đó ở trong tù Việt Khang hay ôm guitar hát cái bài đó. Thấy cái bài đó trước khi đi tù, Việt Khang may mắn là được nghe cái bài đó, cho nên hay ôm đàn hát bài đó. Rồi Modi mới có tặng cho Việt Khang cái CD này. Đó là cái album Unsongs, là những bài hát cấm mà Modi đem từ Na Uy về tặng cho Việt Khang. Việt Khang có đem từ Việt Nam qua để làm kỷ niệm. Mặc dù là nghe những cái bài hát toàn là ở trên email mà Modi gửi cho Việt Khang, cái này chưa có nghe còn nguyên, nhưng mà để làm kỷ niệm một cái sự vinh dự rất là lớn trong đời của Việt Khang, chưa từng nghĩ tới, chưa bao giờ dám nghĩ tới, cũng như là hai bài hát của mình chưa bao giờ Việt Khang dám nghĩ tới là đồng bào thương mình quá, quá thương luôn qua hai bài hát đó. Và cũng nói thêm là trước khi Việt Khang sang Hoa Kỳ này, thì khoảng 2-3 hôm gì đó, là cái cô gái mà thông dịch cho Việt Khang đó có gọi, nói là Modi muốn hỏi ý Việt Khang là mùa hè 2018 này, khoảng tháng 6, tháng 7, thì Modi được cái tổ chức của cái tổ chức nghệ thuật gì của Na Uy á, là họ ủng hộ cái anh son này của anh Modi, và họ sẽ tổ chức một cái chương trình đặc biệt và muốn Modi mời Việt Khang đến Na Uy để cùng tham gia với lại Modi. Việt Khang có nói với anh Trúc Hồ cũng như là những người có thể giúp đỡ cho Việt Khang, thì hy vọng là khi mà Modi thực hiện cái chương trình đó, hy vọng là Việt Khang cũng được góp mặt trong cái chương trình này để cùng hát với Modi, để mà có cái sự giao thoa giữa hai văn hóa với nhau cùng một bài hát. Cái đó là niềm hạnh phúc lắm. Yeah. Đây là một cái tin đầu tiên rất là tốt. Cũng vì hai nhạc phẩm Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu mà Việt Khang đã phải bị kêu án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế. Tuy nhiên ở trong chốn lao tù thì cũng không có ngừng được những cái đam mê sáng tác của Việt Khang. Có một điều mà quý khán thính giả không biết, mà ngay cả Ngọc Đăng Thanh cũng biết, tới ngày hôm nay mới biết, đó là nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân được nhiều người đã hát vang ở trong nước và trong các cuộc đấu tranh trong và ngoài nước, cũng là sáng tác của Việt Khang. Nhạc sĩ Việt Khang, em có thể nói cho tất cả khán giả, mọi người biết là em sáng tác cái nhạc phẩm này, sáng tác trong cái thời điểm nào, em có gặp khó khăn gì hay không? Kính thưa chị Ngọc Đăng Thanh, thưa tất cả quý vị, cái bài Trả Lại Cho Dân thì sau khi mà Việt Khang đã có bản án ra tòa, có bản án, thì Việt Khang phải di chuyển từ từ cái trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu ở Sài Gòn về Chí Hòa, để chờ ngày đi trường, đi trại đó. Thì về Chí Hòa ở khoảng 20 ngày sau đi lên trại Bố Lá, hình như là tỉnh Bình Dương, thuộc tỉnh Bình Dương, ở
gần hơn 2 tháng, gần Tết 2013. Thì Việt Khang mới được về chuyển về trại K1 Xuân Lộc. Cái gặp anh Trần Quỳnh Duy Thức. Anh Trần Quỳnh Duy Thức giúp cho Việt Khang có một cái tầm nhìn mới, mở rộng hơn và mở xa hơn cho Việt Khang, giúp cho Việt Khang có được cái tư duy mới để có những sáng tác mới nó phù hợp với lại cái thời điểm đó. Cái thời điểm đó là như thế này, là Phúc Quyết Hiến Pháp 2013, không biết anh Trần Thắng có nhớ và chị Thanh có nhớ hay không. Thì cái thời điểm đó là đang ở trong nước là chuẩn bị Phúc Quyết Hiến Pháp 2013. Thì có kêu gọi người dân thì Phúc Quyết cái giống như là gửi đơn đó. Gửi đơn để mà kiến nghị những cái kiến nghị những cái hiến pháp mới á. Lấy ý kiến người dân á. Lấy ý kiến. Cho nên là cái bài Trả Lại Cho Dân này có cái câu là như là trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân. Thì ở chỗ này là như là Việt Khang cũng bật mí nho nhỏ chút xíu, đó là anh Trần Quỳnh Duy Thức ảnh có sửa lại chút xíu cho Việt Khang là trả lại đây quyền phúc quyết của người dân, thì ảnh sửa lại là quyền phúc quyết của toàn dân, đó là chính xác hơn. Là anh Thức ảnh vừa nói ra cái Việt Khang ngộ ra liền phúc quyết là phải là phúc quyết của toàn dân, là của tất cả những người dân có quyền chọn cái hiến pháp nó phù hợp với lại cái đời sống của người dân. Thì cái bài đó Việt Khang, cái bài Trả Lại Cho Dân Việt Khang viết trong vòng khoảng một tuần lễ thì xong bài hát đó, và nghe lời của anh Thức ảnh tư vấn thì ok, hai anh em chấp nhận sửa lại cái câu đầu là toàn dân, và cái câu sau thì vẫn giữ là người dân, quyền chính đáng của người dân là cái câu sau. Thì cái khó khăn trong cái lúc viết á, thì cũng kính thưa với lại tất cả quý vị là ở trong cái khu chính trị, mấy anh em chính trị ở là có cái sự chăm sóc đặc biệt ở trong mặt kép, đó là không có cho viết, không có cho bút và không có cho tập. Việt Khang mới ra ngoài mấy chỗ, mấy gốc cây xoài á, họ có mấy cái bích tông đá với lại mấy cái viên gạch gạch vụn á, gạch ống vụn á, cái Việt Khang mới viết lên trên cái nền xi măng, là viết những cái chữ đầu thôi, cái chữ cái đầu thôi, ví dụ như trả lại thì viết là TL vậy đó, tự nhớ và tự thuộc và tự sáng tác. Cũng có một cái bật mí nho nhỏ, đó là anh Thức anh rất ưu ái Việt Khang, anh Trần Quỳnh Duy Thức. Ở trong đó có mấy anh em, thì Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thì chịu trách nhiệm là lấy cái sổ của mấy anh em, cái sổ tiền của mấy anh em, là như Việt Khang mua cái gì bao nhiêu tiền, anh Thức mua cái gì bao nhiêu tiền, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng mua cái gì bao nhiêu tiền, nó cho chia đều ra. Là cái ngày hôm sau thì người ta giao đồ ăn xuống, thì Nguyễn Hoàng Quốc Hùng chịu lặt rau, chịu cái công việc là lặt rau và gọt mấy cái hoa củ quả. Rồi Trần Hoàng Giang thì nó chịu trách nhiệm là nó nấu nướng, thằng em nó nấu nướng xong rồi ăn uống xong hết, thì anh Thức anh cũng nói rõ ràng là như là ăn xong thì Trần Hoàng Giang với lại Nguyễn Hoàng Quốc Hùng mà tụi em chia nhau cái công việc rửa chén. Còn để cho Việt Khang nó làm cái công việc của anh, thật sự là cũng không có nói là để cho Việt Khang sáng tác luôn, chỉ hai anh em hiểu nhau thôi. Khi mà cái bài hát Trả Lại Cho Dân nó được hoàn thành thì đương nhiên là sẽ hát cho anh Thức nghe đầu tiên và cứ tiếp tục. Cho nên là ở trong tù có thêm một người nữa là anh Nguyễn Ngọc Cường. Ông cứ không hiểu tại sao thằng này nó ăn xong rồi nó cầm điếu thuốc đi tới lui, nó cứ hoài trong miệng nó, không biết nó làm cái gì. Ông cầm điếu thuốc, ông bắt trước mà ông cũng không hiểu thằng này nó làm cái gì. Nó cứ cầm điếu thuốc đi tới lui trong cái khu của chính trị không à. Không hiểu nó làm cái gì. Và thật lòng mà nói, ở trong tù có rất ít những anh em mà Việt Khang hát cho nghe lắm. Đoàn Huy Chương cũng vậy. Nguyễn Văn Phương cũng vậy.
khi mà mãn hạn tù mới về nghe Việt Nam Tôi Đâu Và Anh Là Ai, ở trong tù Việt Khang không có, không phải là không dám hát, nhưng mà những cái nhìn mình gìn giữ, giữ kẻ và tế nhị và từ tốn ở trong cái môi trường nó khắc nghiệt như vậy, mình không có để cho những cái chuyện mà nó không đáng xảy ra, thì cũng lo mà bản thân mình lo mình sáng tác, mình lo mình cái công việc của mình cũng ít có ai. Chỉ khi nào mà những người anh em mà chân tình, tin tưởng mới dám hát cho nghe những cái bài mà mới của Việt Khang. Việt Khang ra khỏi tù cũng không cầm một tờ giấy nào ghi một bài hát nào cả, chỉ nằm trong đầu thôi. Là trong cái môi trường ở trong tù, Việt Khang có rất là nhiều kỷ niệm đã được ghi chép lại bằng những bài hát. Thì thời gian tới đây, từ từ thì Việt Khang sẽ cho phát hành, sẽ cho ra những cái bài hát là những đứa em ruột của Việt Nam Tôi Đâu Và Anh Là Ai. Thì tự nhiên tới lúc đó là quý vị sẽ nhìn thấy những anh em nó giống nhau, có nghĩa là anh em chung một nhà. Là vậy. Vâng, cho Trần Thắng xin hỏi một cái câu hỏi thế này. Là trong cái điều kiện mà bị giam cầm khắc nghiệt như vậy đó, kiểm soát không có bút, không có viết, không có cái gì cả, thì làm sao Việt Khang chuyển cái bản nhạc ở Việt Nam Trả Lại Cho Dân ra khỏi nhà tù và lấy bút hiệu là Duy Quốc Nam? Cũng kính thưa anh Trần Thắng, thưa tất cả quý vị, ở trong cái môi trường tù á, thì cái hoàn cảnh nó rất là khắc nghiệt. Đem một bài hát ra ngoài cả một vấn đề, nhưng mà cái câu chuyện đem cái bài hát Trả Lại Cho Dân không phải là Trả Lại Cho Dân thôi, mà Trả Lại Cho Dân và còn hai bài hát nữa, để chút xíu nữa là Việt Khang chia sẻ sau. Nhưng mà cho Việt Khang xin phép được giữ bí mật chuyển ra bằng cách nào, sau này thì Việt Khang sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị cùng biết là sẽ chuyển ra bằng cách nào. Xin chào. Cái câu hỏi thì nó hỏi là trong trường hợp nào thì lấy cái bút hiệu là Duy Quốc Nam? Xin lỗi. Việt Khang ở chung với anh Thức thì hai anh em ở chung một phòng. Cái anh Thức anh nói là anh tên là Duy Thức, là ba anh đặt. Duy là luôn suy nghĩ và Thức là luôn tỉnh thức. Luôn suy nghĩ, luôn tỉnh thức. Là Duy là suy nghĩ. Thì Việt Khang mới nói với anh Thức là như là em không có lấy tên Việt Khang, bởi vì anh em mình ở trong này, nếu mà lấy tên Việt Khang ra ngoài á thì nó sẽ nguy hiểm cho anh em trong này. Cho nên là chọn một cái bút hiệu nào đó, thì Việt Khang mới suy nghĩ. Anh vừa nói với tôi là Duy Thức là luôn suy nghĩ, suy nghĩ, luôn suy nghĩ. Thì Việt Khang mới lấy là Duy là suy nghĩ, Quốc là quốc gia, Nam là Việt Nam, là nghĩ về Việt Nam, nghĩ về Tổ quốc Việt Nam. Cho nên là có cái bút danh là Duy Quốc Nam, là Việt Khang chọn cái tên đó để giữ an toàn cho tất cả anh em. Ngoài nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân mà Việt Khang ở trong tù sáng tác, thì ở trong tù thì lúc đó là Việt Khang có còn sáng tác thêm những nhạc phẩm nào khác nữa không? Kính thưa chị Ngọc Đăng Thanh, thưa tất cả quý vị, ngoài cái Trả Lại Cho Dân thì được chuyển ra ngoài, Việt Khang còn viết thêm bài Trần Quỳnh Duy Thức và Con Đường Việt Nam. Cái bài gốc của nó là Việt Khang muốn có những cái kỷ niệm của Việt Khang đối với anh Trần Quỳnh Duy Thức, và cái tình cảm của hai anh em. Việt Khang đã sáng tác cái bài Trần Quỳnh Duy Thức và Con Đường Việt Nam qua những cái câu chuyện mà anh kể cho Việt Khang nghe trong cái thời gian ở chung. Cảm nhận được những cái khó khăn mà anh gặp phải, thì Việt Khang mới sáng tác cái bài Trần Quỳnh Duy Thức và Con Đường Việt Nam. Và cái bài đó thì cũng được gửi ra hải ngoại cho anh Trúc Hồ. Nhưng mà mãi đến sau này, khi Việt Khang ra khỏi tù, thì anh em mới phát hành cái bài Trần Quỳnh Duy Thức và Con Đường Việt Nam. Nhưng có cái sự đồng ý của hai anh em là sửa lại chút xíu để hát cho tất cả các tù nhân lương tâm. Đó là thay vì là anh Trần Quỳnh Duy Thức thì anh em và anh Trúc Hồ đã đồng ý
sửa lại thành là bao người vì yêu nước để hát cho tất cả các anh em, các chị em tù nhân lương tâm. Và Việt Khang cũng mong muốn là sắp tới đây, khi mà sức khỏe phục hồi cũng như là chất giọng nó khỏe lại, thì Việt Khang sẽ đích thân hát cái bài này với cái lời gốc của nó là Trần Quỳnh Duy Thức và Con Đường Việt Nam, để tặng riêng cho anh, để tưởng nhớ đến một cái người anh mà Việt Khang rất là ngưỡng mộ, nhờ anh giúp cho Việt Khang rất là nhiều trong cái thời gian khó khăn, trong cái thời gian mà phải nói nó rất là tăm tối. Cho nên là Việt Khang mới sáng tác cái câu đầu là trong bóng tối trại giam. Nó vừa nghĩa đen mà vừa nghĩa bóng. Trong cái lúc mà đêm tối xuống, nó kinh khủng lắm. Ở trong cái không khí của trại giam nó kinh khủng lắm. Lâu lâu mình đang nằm ngủ, mình đang nằm ở trong phòng của mình, nghe ở dưới cái khu mà chính trị, khu hình sự, cái khu mà những cái tù hình sự mà bị cùm ở dưới, thì hay có cái tiếng la báo cáo cán bộ cấp cứu, hay là báo cáo cán bộ có người chết, đại khái là những cái tiếng la trong giữa đêm thanh vắng như vậy, nó kinh khủng lắm. Lúc đầu Việt Khang ở trong đó sợ lắm. Những cái mình sợ là sợ cái giống như là mình nói nôm na giống như sợ ma. Nhưng mà khi mà nghe cái anh bạn anh đến sau đó là cái anh Quỳnh anh Trí, mà anh mới vừa ra tù mấy tháng là anh mất vì cái căn bệnh HIV á. Anh bị cùm cái nó lỡ cái chân của anh. Mà mấy cái cùm đó là những cái người bị nhiễm HIV là người ta cùm trước đó, người ta bị lỡ loét, và anh bị cùm vào cái cùm đó, anh cũng bị HIV, và sau đó là anh qua đời mới mười mấy năm tù, mới ra được vài tháng thôi là anh chết. Thì anh đó, anh có nói với Việt Khang rằng ở cái nơi chúng ta đang ở nè, là có rất nhiều các cha, các thầy, các thầy tu, các ông sư, cũng như là các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chết ở đây rất là nhiều. Tự nhiên Việt Khang cảm thấy không sợ ma nữa. Tại vì nếu mà những cái người đã khuất ở đây chắc chắn sẽ thương Việt Khang và thương mấy anh em tù chính trị khác ở trong cái khu đó. Việt Khang nghĩ là như vậy, cho nên là không sợ ma nữa. Dạ vâng. Kính thưa quý ngài, qua lời kể của nhạc sĩ Việt Khang, với tất cả những gì mà anh và tất cả những tù nhân lương tâm đang trải qua của trại tù tăm tối, thì chúng ta mới nhận thấy một điều là ý chí của con người mới chính là yếu tố quyết định của hướng đi của lịch sử. Con người khi sinh ra thì có quyền quyết định về vận mệnh của mình và làm chủ cuộc đời của mình. Ý chí con người không thể bị đóng khung bởi một khuôn mẫu nhất định nào đó. Càng bị đóng khung, bản chất con người của tự do là phản kháng để đi tìm một cái bản chất chính mình muốn, dù biết rằng phải trải qua ngục tù, tòa đày. Nhưng dù chống khai, dù miệt mài, nhưng đôi chân vẫn bước trên con đường Việt Nam để mình và thế hệ con cháu mình để có một ngày mai. Và sau đây thì xin mời quý nhà theo dõi nhạc phẩm Con Đường Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Khang. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân, dẫu ngục tù đọa đây, dẫu trông gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà. Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan.
mỗi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về. Đến khi hay tin người đã tan hơi, nên đau thương nên dòng lệ tuổi hơn. Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang. Thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ. Vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương. Vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu cực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm trước hiểm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu nào bằng có những người bởi nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy, dẫu trông gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài mệt mỏi đi cho trọn trong con đường Việt Nam. Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy, dẫu trong gai đây còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài đi lao tù vì đồng bào vì quê hương. Trong bóng tối trại giam đêm gục đầu, anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về. Đến khi hay tin người đã tan hơi, nén đau thương nén dòng lệ tuổi hơn. Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang. Thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ. Vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương. Vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu cực chốn tha hương. Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm trước hiểm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu nào bằng có những người bởi nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy, dẫu trông gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài đi cho trọn trọn con đường Việt Nam. Vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài đi cho trọn trọn con đường Việt Nam. Kính thưa quý nhà, đó là nhạc phẩm Con đường Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Khang trong chốn lao tù của Cộng sản Việt Nam. Một lần nữa,
rất xúc động khi nghe nhạc phẩm này của nhạc sĩ Việt Khang, và không những cá nhân Tường Thắng mà rất nhiều các quý khán giả trên khắp nơi trên thế giới cũng đang theo dõi chương trình này live trên mạng xã hội Facebook. Chị Tường Thắng xin được trở lại với một cái câu hỏi khác đặc biệt hơn, đó là cái quá trình vận động cho các tù nhân lương tâm mà trong đó có nhạc sĩ Việt Khang. Phải nói rằng đây là một quá trình rất là cam go và gian khổ. 6 năm trời, kính thưa quý khán giả, trải qua biết bao nhiêu những cái thăng trầm, lúc được, lúc không, lúc mất, lúc còn. Qua tất cả những quá trình đó, mình mới nhận thấy một điều là hình như cuộc đời này nó có nhân duyên và nó có sự sắp đặt từ bề trên. Và cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào để ngày hôm nay nhạc sĩ Việt Khang có thể đặt chân đến bến bờ tự do. Cái người đứng đằng sau tất cả các cuộc vận động đó ngày hôm nay sẽ có mặt để kể cho chúng ta nghe cơ duyên nào, vận động nào để có thể có được ngày hôm nay. Tình hãng xin mời nhạc sĩ Trúc Hồ. Giờ khi đầu tiên mà xem phóng viên nghệ lữ tường thuật về Việt Khang ở tù vì bài hát Anh Là Ai, Trúc Hồ đã lên YouTube tìm hiểu, thì không những bài Anh Là Ai mà có bài Việt Nam Thôi Đâu, và có một bài nữa không phải của Việt Khang mà Việt Khang hát, đó là bài Một Mai Giả Từ Vũ Khí, phải không em? Thì bài đó là của anh Trịnh Lâm Ngân, là một người bạn, một ông anh, nhưng mà ở gọi là đàn anh của mình, nhưng mà rất thân với Trúc Hồ, là người đi hỏi vợ cho Trúc Hồ với anh Thiên, là anh Nhật Ngân á. Thì họ thấy hồi trước đó là anh Duy Khánh hát hay quá, mà thì bây giờ lại có con này nó lại hát hay, mà nó vừa sáng tác hay, nó vừa hòa âm hay, mà nó yêu nước, mà trong cái cách nhạc của nó sáng tác và cách hòa âm nó có nhiều cái chất của Esa lắm, nó nghe Esa nhiều lắm, bảo đảm. Thì họ thương nó quá, họ mới nghĩ, họ gọi cho anh Võ Thành Nhân, DC, anh Nhân, có cách nào mình vận động không? Sở dĩ mình có bên DC là mình muốn gần ở Quốc hội. Thì anh Nhân mới liên lạc, thì anh Nhân nói anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh nói là Tổng thống Obama có mở một cái trang gọi là để mà ký thỉnh nguyện thư trong vòng 30 ngày. À, thì hồi mới về, hồi mới bàn với lại anh em chị em SPTN. Thì anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Đỗ Phủ, anh luật sư anh Tuấn soạn cái thỉnh nguyện thư đó từng chữ một, tại nó cho mình giới hạn chữ thôi. Thì trong đó ngoài Việt Khang, Trúc Hồ còn nhớ có một số tù nhân lương tâm khác, là hình như có anh Điếu Cày nữa và một số người nữa. Thì sau cái thỉnh nguyện thư đó thì mình thấy là họ phải cảm ơn anh Bắc, là chủ khách sạn Ramada đó, là em của anh Trung, là một trong những người mà lúc nào cũng giúp đỡ SPTN chúng ta. Thì anh Bắc ảnh tự nguyện làm việc trong vòng 2 tháng, ảnh sắp xếp nguyên cái warehouse kế bên thành một cái tổng hành dinh điện thoại, computer để mà gọi cho trả lời khán giả SPTN, để mà làm cách để mình thực hiện những cái mail để mà mình ký trên mail mà. Nó khó khăn lắm. Và cái sự vận động đó được hưởng ứng hết tất cả cơ quan truyền thông trên Hoa Kỳ. Tại vì cái thỉnh nguyện thư này chỉ dành cho người Hoa Kỳ thôi. Thì coi như là Houston, San Jose, DC, Alabama, Alaska. Không có nơi nào, không có cộng đồng nào mà không tham gia hết. Và cái số lượng người ký trên 100.000 nó quá nhanh. Nhanh nhất trong cái lịch sử cái thời đó. Thì sau đó thì anh em bay qua đó cái ngày mà tòa Bạch Ốc mời vào. Thì Trúc Hồ cũng sẵn đây cảm ơn anh chủ tịch cộng đồng người Việt ở bên Hoa Thịnh Đốn, là anh Đỗ Hồng Anh, cũng đã làm một cái buổi là rất đông người tới để mà ủng hộ cho Việt Khang, bởi vì chỉ có một số người được vào trong tòa Bạch Ốc thôi. Mà đó là hai người Hồ nhớ đầu tiên, mà những người mà đầu tiên mà Hồ cảm ơn khán giả, là khán giả đã, người dân Việt Nam mình thời đó, họ hình như họ được dấy lên một cái dòng lòng yêu nước, và họ đoàn kết kinh khủng luôn.
Có thể nói là dòng nhạc của Việt Khang đã thức tỉnh người dân mình lúc đó thấy hiểm họa của người Trung Cộng. Cho nên là đó là một cái gì nó đẹp, đẹp lắm. Chúc Hồ vẫn nhớ cái thời gian đó. Nhưng mà sau đó chúng ta vẫn tiếp tục vận động từ Human Rights Watch cho tới Freedom House, những cơ quan mà nhân quyền quốc tế. Và sau đó chúng ta có phong trào Chịu Con Tim, cũng trên 100 hội đoàn của người Việt Nam tham gia. Và Chúc Hồ cũng bay qua bên Thụy Sĩ, và anh Việt Dũng thì bay qua bên DC, đi vào Bộ Ngoại giao. Là mỗi người, anh Tuấn thì bay qua bên Anh, tất nhiên là mình thỉnh nguyện thư có tới Liên Hiệp Quốc luôn. Rồi sau đó thì tiếp tục thì cứ vận động, thì vận động ông dân biểu Ed Gois, Whispit của Đảng Cộng Hòa. Và sau này là bà Loretta Sanchez, cũng như là ông Alan Hollenkoh của Đảng Dân Chủ. Là những người mà mình đều có vận động hết trơn. Và sau đó là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là em trai của anh trai của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, của tập hợp Dân Chủ. Thì cũng bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thương Khang lắm, cũng mà dắt Chúc Hồ và anh Võ Thành Nhân của mình vô gặp Bộ Ngoại giao mấy lần, với lại ông Bộ Ngoại giao lúc đó là ông Scott Bersey. Thì cái vận động như vậy á, thì Việt Khang chỉ nhận được có một lá thư của tòa lãnh sự gửi tới thôi, rồi nó đi vào quên lãng, không có nhắc nhở gì tới. Thì trong cái thời gian mà bầu cử lại của ông thượng nghị sĩ John McCain á, thì cộng đồng Arizona có mời Chúc Hồ và các anh em chị em qua đó để giúp gây quỹ, để mà ông John McCain kỳ này ổng hơi bị căng, có nhiều người muốn lấy cái chức đó từ ổng. Cho nên anh em qua đó giúp cộng đồng người Việt ở bên đó, là chủ tịch là Nguyễn Thế Phương, cũng như là Thanh Mai của giám đốc đài radio của Tiếng Nước Tôi. Thì qua những lần gây quỹ như vậy á, thì khi mà lần thứ nhì á, thì Nguyễn chủ tịch cộng đồng Arizona Nguyễn Thế Phương nói là anh Hồ, lần này á, anh qua đó, anh được quyền gặp ông John McCain trong vòng 15 phút. Anh muốn nói gì, anh cứ việc nói viên. Thì Chúc Hồ mới nhờ luật sư Thục Minh, một cô em gái, tốt nghiệp đại học Harvard, tốt nghiệp đại học Stanford, đang làm trong một cái law firm, năm cái law firm lớn nhất của Hoa Kỳ, là cái law firm nó hiện giờ là đang đại diện cho Tổng thống Donald Trump đó. Thì cái lá thư của luật sư Đỗ Phủ gửi để mà Chúc Hồ mang qua để mà trình bày cho ông John McCain đó, thì nó có nhiều chỗ Chúc Hồ không thích. Chúc Hồ nói Phủ mày sửa lại cho tao, đợi nó hoài không được. Chúc Hồ mới gọi Thục Minh, viết lại giùm chút xíu theo ý này, sửa giùm. Thì nửa tiếng đồng hồ sau thì Thục Minh gửi lại cho Chúc Hồ. Thì Chúc Hồ nói em có rảnh á, thì em đi với anh qua bên Arizona luôn, bởi vì anh biết em là con của một người HO. Thì Hồ nói anh muốn nói với ông John McCain á, em là một người được thưởng cái nhân đạo của HO, mà em đã thành công luật sư, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng. Thì Trung Minh nói Trung Minh sẵn sàng đi. Thì qua bên đó thì gặp ông John McCain, thì cũng theo như là hai anh em bàn, là em nói là I'm a children of Haco SO, tự nhiên là tôi là những đứa con của ông nè, ông là người thực hiện cái chương trình Haco đó. John McCain là người ông John McCain ông thích quá, ông tự nhiên ông có cái cảm tình với lại cô này quá, ông cho số phone. Và sau đó ông mời Thục Minh đi qua bên làm với ông thượng nghị sĩ John McCain. Ông đích thân ông gọi mời. Thì Thục Minh có nói là có hỏi ý kiến là không biết có nên đi không. Thì tại vì làm law firm nó nhiều tiền quá, làm cho chính phủ nó không bao nhiêu. Làm chính phủ có 50.000 năm. Đó, cho nên nói thôi tùy theo cái con tim của em. Thì anh không dám khuyên, nhưng mà cũng may là ba mẹ của Thục Minh là một người HO, biết là con mình
đi qua để giúp hát cô. Thì ba mẹ đã khuyến khích Trục Minh đi. Thì khi mà Trục Minh qua đó làm việc á, thì tháng 12 Trúc Hồ còn nhớ. Thì Trúc Hồ nói, ngoài chuyện mà em giúp Trương Phế Binh á, là mình có mấy trăm gia đình còn kẹt lại, thì em nhớ giúp thêm anh Việt Khang. Anh giúp lâu quá rồi mà giúp không được. Thì Trúc Hồ nhớ cũng cái mùa xuân này, cũng cái ngày Tết, Trục Minh tới nhà của John McCain và nó trình bày cái hoàn cảnh của Việt Khang. Và ông John McCain, ông coi cái video đó, ông cảm động quá. Ông nói ok, ông sẽ giúp. Và ông ra lệnh bên Bộ Ngoại giao phải giúp cho bằng được Việt Khang qua. Tết mùng 1 năm đó và ngày 8 tháng 2 của Việt Khang qua, coi như gần một năm. Cái chặng đường đó, nhưng mà nó không có đơn giản như vậy. Từ lúc ông John McCain tận tình để ý và Trục Minh lúc nào cũng phải liên lạc với Bộ Ngoại giao để mà push, thì mình thấy có kết quả. Em được phỏng vấn phải không? Dạ, đúng rồi. Thì anh em mừng lắm. Tự nhiên có người liên lạc tới, anh Hồ ơi, ở bên tòa lãnh sự nói là xuống Mỹ Tho phỏng vấn em. À, thế là hai anh em mừng lắm. Rồi cái người phỏng vấn xong phải trình bày report lại bên Bộ Ngoại giao ở bên DC. Thì để họ coi cái người này nó có thiệt không. Rồi từ mọi chuyện nó bắt đầu nó thấy nó có sáng sủa một chút. Thì có tên đi tháng 11. Anh em mừng vô cùng. Hai đứa là coi như là từ ngày mà Khang ra tới giờ, trước đó Hồ không biết Việt Khang là ai. Nhưng mà khi mà Việt Khang ra khỏi tù á, thì Việt Khang có nói là em biết anh Hồ đã tranh đấu cho em. Thì Hồ mới hỏi Khang, em muốn làm gì? Lúc đó em trả làm sao? Lúc em mới ra thì anh Hồ gọi điện thoại cho em. Anh Hồ nói là em sao? Em muốn đi hay là em muốn ở? Em muốn ở, anh lo cho em cái phòng thâu. Em muốn đi, để anh tính đường cho em đi. Ừ. Em mới nói với anh liền là em phải đi. Ừ. Và ok, anh nói ok, để cho anh. Đó, đúng vậy đó. Cái quyền lựa chọn của người dân đó quý vị. Chú Khô đã cho anh có quyền lựa chọn. Thì đó, thì từ cái lúc mà nó vậy là mình bắt đầu mình gọi là gặp bác sĩ quân để mà gọi là tiếp tục. Nhưng mà cuối cùng thì là đường của ông John McCain, Trục Minh qua bên đó. Trục Minh làm việc gần với ông John McCain, coi như là ông là chairman of the M-Fox. Ông đi tới những quốc gia nào đó, gặp tới những người gọi là lãnh đạo của quốc gia đó, là Trục Minh đi gần với ông, thân lắm. Cách đây chừng một tuần thì ông John McCain có hỏi thăm Việt Khang qua chưa. Trục Minh nói Việt Khang qua rồi, ông mừng lắm. Mặc dù ông đang bệnh, ông nói ông sẽ viết một cái lá thơ chúc mừng Việt Khang. Thì trong những năm tháng mà tháng 11 không được, thì tới ngày 31 tháng 1, anh em chúng tôi lại được. Cái tháng 11 đó, cái lúc đó là hình như ông Donald Trump chuẩn bị qua Việt Nam. Đúng. Dự hội nghị APEC. Trong cái đó. Và trong cái chuyến đó, nghe nói rằng là Việt Khang sẽ cùng rời kh�i Việt Nam. Đúng vậy. Trong cái chuyến của APEC. Trong cái chuyến của Tổng thống Trump về Hoa Kỳ. Nhưng mà cái may mắn là một người đang lo cho cái hoàn cảnh của Việt Khang trong Bộ Ngoại giao đó đi sanh sớm một tháng. Đi sanh sớm một tháng thôi. Nó đau lòng vô cùng. Và cái tên của những người mà được đi đó, có tên Việt Khang mà phải bị đổi. Bởi vì một người từ Mã Lai về để coi về những cái case này. Thì lúc đó thì buồn lắm. Cái chú cô mới gọi Minh, bây giờ đường nào nữa em? Thì Trục Minh mới nói em sẽ liên lạc với cái người mới. Thì mời người mới ra nói chuyện. Đây là những gì của cái người trước đang làm. Tới thăm cái cô mà sinh đó, mới làm có con ra đó, thì mới bắt đầu mang Việt Khang lại. Thì có cái chuyến đi là ngày 31 tây, và có cái thông báo là đi khám sức khỏe, phải không? Dạ, 30 đêm đi khám sức khỏe trước khi lên máy bay. À, mà trước đó là mình khám sức khỏe trước 3 tháng thôi. Qua cái cơ quan IOM. Thì cái ngày 30 á, là coi như là không có đêm nào mà Hồ với lại Việt Khang không có nói chuyện với nhau hết.
để mà nhắc nó này, nhắc nó cái nọ, em phải chuẩn bị này, em chuẩn bị kia, em có cái gì phải cho anh liền, cho anh biết. Thì Việt Khang nói, em mới vừa đi lấy vé máy bay ở IOM Sài Gòn về. Ha. Là ngày mai em đi rồi anh Hùng. Nhưng mà anh Hùng ơi, có chuyện gì ngồi em hỏi sao vậy? Công an phường nó gọi em lên. Ôi, sao kỳ vậy? Tại sao công an phường gọi mày lên? Thì nó gọi em lên, nó nói là em phải làm cái giấy gì đó. Rồi em phải làm hộ chiếu. Cái mới nói Thục Minh đã nói là không cần làm giấy tờ gì mà em đi rồi đó mà sao phải làm như vậy? Ha. Thì hai người tính với nhau là thôi anh Hùng, hay là tối nay tụi IOM nó dặn em đã ra Tân Sơn Nhất. Ha. Thì anh có nghĩ là em nên chạy về lấy đồ đi lên ngủ Sài Gòn rồi sáng đi luôn không? À, nó tính tới đường đó rồi. À, nhưng mà không biết làm sao nó khôn khôn mới gọi cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ. À, nó gọi cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ, kéo tòa lãnh sự Hoa Kỳ nói nếu mà vậy thì em phải lên đó. Thì lại một lần hụt nữa. Là hai anh em coi như là hy vọng rồi gần như là tuyệt vọng. Sao mới gọi cô em Thục Minh nữa. Cô em Thục Minh nó chết rồi. À, Việt Khang nó bị kẹt lại rồi, nó không có đi được lần nữa. Thì lúc đó hồi nhớ là hồi nói với lại vợ hồi là hình như má đàm cầu nguyện Đức Mẹ cái gì cũng được. Má đàm đi cầu nguyện Đức Mẹ giùm Hùng lần này. Hùng cũng sẽ đi. Và chính Hùng, Trúc Hồ và ca sĩ Mai Thanh Sơn, hai anh em lái xe lên Long Beach Đức Mẹ đứng cầu nguyện cho thằng em mình. Nói thôi mình ráng cầu nguyện đi. Thì Việt Khang rất ư là bình tĩnh. Việt Khang nói anh Hồ, mọi chuyện ơn trên đều sắp đặt, anh đừng có lo quá. Mình lo nó. Mình lo nó. Anh đừng có lo quá. Em biết là em sẽ đi trước Tết năm nay. Thì ngày sau là có bên kia nói là cái ngày đi là ngày 5 tháng 2. À, thì họ mới gọi cho Thục Minh nói là bên tòa lãnh sự nói là ngày 5 tháng 2 đó. Thục Minh nói không phải đâu. Cái ngày mà Việt Khang qua đó sẽ là ngày 8 tháng 2. Bởi vì ngày đó là ngày sinh nhật của em. Tức là cổ định luôn cái ngày tới là đúng là ngày sinh nhật của con. Và y chang như vậy. Mấy ngày sau, Quốc Khanh nhận được cái lá thư. Vé máy bay đi ngày 8 tháng 2. Trời ơi, nổi da gà luôn. Việt Khang không, Quốc Khanh nó nhận chứ. Quốc Khanh nhận trước. À. Quốc Khanh là người bảo trợ. Tại vì khi mà phỏng vấn á, thì hỏi Việt Khang là qua đây muốn ở với ai. Thì bên đây sẽ lo, chính phủ Hoa Kỳ sẽ lo. Dạ vâng. Thì Khang nói tôi có người bạn ở đó tên là Quốc Khanh, thì Quốc Khanh phải là người sponsor. Thì đó là cái khi mà Việt Khang được nhận á, là Việt Khang được nhận với tư cách là người tị nạn, cho nên mới có cái cơ quan IOM giống như những người tị nạn như mình vậy đó, nhớ không? À, thì y chang như vậy, cũng một năm sau có thẻ xanh, đại khái là cái đó như vậy. Thì tới đâu rồi, hồi nãy cô đang kể tới đâu rồi, cô quên. Đang kể tới cái lúc mà cô Thục Minh cô nói là không, Việt Khang ngày sẽ đi ngày 3 tháng 2 là ngày sinh nhật của em. Thì lúc khi mà Quốc Khanh nó gọi anh Hồ, có vé mới nữa rồi nè, nó nói có vé mới nữa, nó nói chứ, có vé mới nữa, lần này 8 tháng 2 đó. Cái Hồ thấy nổi da gà, Hồ nói Thục Minh ơi, sao em nói đúng quá, ngày 8 tháng 2. Thế Minh nói, em đã nói rồi, 8 tháng 2 là ngày sinh nhật của em và Việt Khang sẽ qua. Và cứ như thế, không có đơn giản đâu. Nhưng mà kể nhiều quá, không nên kể nhiều quá như vậy. Cái chi tiết nó có nhiều cái chi tiết nó bị công an an ninh rồi tỉnh rồi nó làm, nó hành có cả một tuần. Ngày nào cũng hồi hộp hết. Cái ngày mà 30 mà 31 tháng lại Khang đi á, thì lại đi chung với Trương Minh Tham á, thì lại báo chí lại lên có ai lọt tin ra Khang đi mà nó lại còn kẹt lại. Cho nên mình phải giấu thật là kỹ, mình kinh. Có như là cái ngày mà Việt Khang đi ngày 8 ở bên Việt Nam á, là ngày 7 bên mình. Cho nên họ mới dặn với Việt Khang á, là em nhớ nha, em qua đây em phải nhớ cảm ơn cái cô luật sư đó đã vì em mà cổ phải hy sinh thời gian khá lâu. Vấn đề giúp thương phế binh, chúng ta kém may mắn là từ nghị sĩ John McCain bây giờ bị cancer. Cho nên nếu mà không có trường nghị sĩ trong mặt Ken thì còn cái chuyện thương của bên của chúng ta không có
cơ hội. Nhưng mà dù sao ở chúc Hồ xin cảm ơn thượng nghị sĩ McCain, cảm ơn cộng đồng người Việt ở Arizona, cảm ơn tất cả mọi người, những người mà còn yêu nước, còn nghĩ tới một cái tương lai đất nước của chúng ta được tự do, được dân chủ, được công bằng. Đây là một cái hành trình mà khi mà Việt Khang tới, Hồ không biết nói gì hết. Hồ chỉ biết cảm thấy cái người mình ở nhẹ lắm, nhẹ kinh khủng. Đó là sự thật của cái hành trình của hai anh em. Em có muốn nói gì mà anh có quên nhắc không? Thì qua cái khoảng thời gian đó thì như anh em mình cũng đã có nói chuyện với nhau, tất cả là do cái sự an bài của ơn trên. Và tại vì anh đi làm cái công việc mà lo cho Thương Phái Binh Việt Nam Cộng Hòa, xong rồi gặp Thục Minh, và Thục Minh được lọt vào cái tình cảm của ông John McCain và được mời làm, và mình mới có cái cơ hội để nhờ Thục Minh, anh mới có cơ hội để nhờ Thục Minh để đưa cái video nói về cái hoàn cảnh của em để cho ông. Và ông cũng nhìn thấy, Thục Minh có nói là ông John McCain thương anh. Thì Việt Khang cảm thấy là như là cái cuộc đời của ông John McCain đã cống hiến rất là nhiều cho cái lý tưởng tự do. Từ thời của ông còn trẻ, khoác áo lính đi phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, và đặc biệt là chiến trường miền Nam Việt Nam, cho tới bây giờ ông mấy mươi năm ở trong chiến trường Hoa Kỳ, cho tới giờ phút này tuổi già sức yếu và đang mắc phải căn bệnh rất là nặng, mà ông lại cho em một cái món quà cuối. Em nghĩ là như cái món quà này là rất là đặc biệt của ông dành cho em, và cuộc đời của em được giống như sinh ra một lần nữa. Đến thời điểm này, sức ông đã yếu mà ông còn làm một cái việc mà có ảnh hưởng lớn đối với cuộc đời của em. Thì em mong rằng là như là anh và Thục Minh hỏi thăm cho em. Em muốn đến để mà nói lời cảm ơn đối với ông một cách trực tiếp. Nhưng mà thật sự, dạ cảm ơn. Nhưng mà thật sự trong cuộc đời của Việt Khang, từ khi mà bị bắt ở tù cho tới cái lúc mà ra tù và còn bị quản chế, thì nhiều cái sự việc xảy ra với Việt Khang. Nào là ông John McCain, thì bà Thục Minh, những cái người ơn rất là lớn của em, và đặc biệt là tấm lòng của đồng bào người Việt Nam khắp nơi trên toàn nước Mỹ này, trên toàn thế giới này. Nhưng mà một người đặc biệt mà Việt Khang muốn có một cái vị trí rất là đặc biệt trong lòng của Việt Khang, và Việt Khang muốn nói đến và coi anh như là một người anh. Anh lo cho Việt Khang rất là nhiều, và anh phải gánh chịu những là cái thiệt thòi, những cái oan ức. Em mang ơn nhiều lắm. Em xin nói lời cảm ơn chân thành của em. Em cảm ơn anh Trúc Hồ. Thì có lần Trần Thắng còn nghe anh Trúc Hồ có kể cho Trần Thắng nghe thế này: nếu như cái việc mà can thiệp cho Việt Khang không thành công, anh Trúc Hồ đã nghĩ đến một cái con đường là cho Việt Khang đi vượt biển. Cái đó là có sự thật.
Tại vì Việt Khang biết là Việt Khang là ai, khả năng của mình như thế nào, mình phải làm gì. Bởi vì có những người chọn cái phương án ở lại, có những người chọn phương án ra đi. Việt Khang phải đến nơi mà Việt Khang cần phải đến để mà làm những cái việc Việt Khang cần phải làm. Đó là phải ra đi, sớm hay muộn là phải ra đi. Thì anh em có nói với nhau là nếu mà em đi cái con đường ngoại giao không được thì anh sẽ tính cho em, anh sẽ về Campuchia để mà anh dẫn em đi qua bằng cái con đường đó. Cái đó là cái phương án cuối cùng bố anh Hậu với Việt Khang đã tính với nhau. Tại hồi xưa họ đi đường bộ mà. Dạ. Họ vừa đi đường bộ. Chứ họ nói nếu mà mình không được nữa thì thôi, anh mày sẽ về dắt mày đi đường bộ qua với anh mày như hồi xưa. Mà bây giờ dễ hơn nhiều cũng như hồi xưa đâu. Nhưng mà tạ ơn trên. Nó có nhiều cái nhiệm màu trong cái chuyện của Việt Khang. Hai anh em không biết gì nhau, chỉ qua âm nhạc mà cảm. Rồi qua đó chúc cô dấn thân để mà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam. Và cũng từ đó chúc cô đã bị đánh phá, sỉ nhục, dựng chuyện. Mang cả dòng họ gia phả mình ra nói. Dạ vâng. Trúc Hồ không trả lời. Bởi vì Trúc Hồ là người Công giáo, nhưng mà Trúc Hồ thích 10 điều tâm niệm của Phật. Phật nói là quan ức không cần phải giải bài. Thì hôm nay sự thật nó cũng có ra trước mắt hết. Có thằng em của mình ở đây thì nó giải quan giùm mình, thì anh cảm ơn. Đến cái mà người ta nói là anh khai thác, anh và trung tâm ASA khai thác hai bài nhạc của em bao nhiêu triệu rồi này kia nọ. Mà chỉ về gửi về có 250. 250 đồng là bởi vì nó có một cái human right mà gửi về cho tất cả người tù chứ không phải một mình Việt Khang. Và cái danh sách đó anh Nguyễn Bắc Truyện anh gửi cho những cụ tù nhân lương tâm. Anh đưa ra list tất cả như vậy thì mình chia đều ra cho từng người. Còn cái chuyện mà khi mà Trúc Hồ chia sẻ với Việt Khang là anh tụi nó nói này nói nọ, anh chỉ đưa em có 250 thôi, thì Việt Khang tức lắm. Việt Khang nói để em đính chánh, em lên em đính chánh. Thì anh nói làm sao em? Thì lúc mà anh Trúc Hồ điện thoại nói là anh bị cái trường hợp đó, nó đánh phá anh, người ta đánh phá anh và quy chụp cho anh thế này thế nọ, thì Việt Khang có dự định là sẽ làm một cái gì đó để đính chánh cho anh Trúc Hồ, người mà đã bỏ công cho mình mà lại mắc phải những cái oan ức như vậy là không có đáng. Mình phải có trách nhiệm với ảnh. Nhưng mà anh Trúc Hồ can ngăn. Bởi vì cái thời điểm đó anh Trúc Hồ có cái ý muốn và hai anh em đã thống nhất, đó là Việt Khang nên thinh lặng để chúng ta bắt tay vào cái việc vận động cho em đi sang bên này. Bây giờ em lên tiếng là nó sẽ tạo ra những cái khó khăn cho cái tiến trình mà vận động cho mình. Nó tạo ra những cái chướng ngại vật cho mình càng lớn hơn. Bây giờ thinh lặng suốt hơn 2 năm nay. Và những cái oan ức mà anh Hồ phải gánh chịu vì Việt Khang thì cái đó là ngoài cái ý mong muốn của Việt Khang. Nhưng mà anh Hồ luôn luôn thinh lặng, không giải bài để bảo vệ cái sự an toàn cho Việt Khang. Chứ không có phải nếu mà không có nhờ những cái sự lo toan của anh Trúc Hồ, tính coi như là không có cái gì mà không tính tới hết, tính tới phương án này, phương án nọ, phương án kia. Ảnh lo cho Việt Khang cho tới ngày hôm nay. Và khi quý vị không biết có để ý hay không,
là khi mà xuống phi trường Los Angeles đó, là Việt Khang muốn gặp anh Trúc Hồ và kêu không thấy đâu hết. Anh Hồ đâu rồi, anh Hồ đâu rồi? Thì anh Hồ đứng từ xa, anh chạy lại là giải tỏa được. Có nghĩa là những cái gì mà oan ức của anh Trúc Hồ, nếu mà ai có cái chiều sâu suy nghĩ thì sẽ hiểu ngay thằng này nó đến với anh Trúc Hồ bởi vì anh em của họ có một cái tình cảm với nhau. Và cái người mà như là mang Việt Khang qua em đây không ai khác ngoài anh Trúc Hồ. Anh nhờ những cái nhân vật có sức mạnh, như là có cái khả năng, anh nhờ người ta giúp. Anh nói với Việt Khang là anh đi gõ cửa từng người để mà lo. Việt Khang hiểu đó là sự thật. Và Việt Khang cũng rất yêu sự thật. Việt Khang viết ca khúc nào cũng dựa trên sự thật mà viết. Cho nên nó là những gì giải bài của ngày hôm nay là Việt Khang đầu tiên. Cũng không phải là anh Trúc Hồ không, đúng không anh? Nào là Trung tâm Asia, SBTN và anh Trúc Hồ. Yeah. Thì Việt Khang có nhất rất là nhiều cái nỗi buồn của ngày hôm qua mà anh Trúc Hồ lo lắng là tại sao có những cái câu chuyện xảy ra như vậy. Thì Việt Khang chính là người sáng tác ra cái bài mà Trả lại đây cho nhân dân tôi, quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, đó là tự do ngôn luận. Thì Việt Khang phải chấp nhận những cái tự do ngôn luận đó trái chiều với mình. Phải chấp nhận đó là nguyên tắc, là cái quyền tự do ngôn luận. Việt Khang tranh đấu cho cái quyền tự do ngôn luận, nói thật là tranh đấu cho cái quyền của cái người đang nói xấu anh em mình luôn. Đúng vậy. Dạ, và phải chấp nhận thôi. Anh em tù ở trong tù cũng vậy. Khi mà anh thức, anh nói Trần Hoàng Giang nó chế ra những cái dụng cụ tập thể dục thể thao, Việt Khang thì bỏ thuốc, học tiếng Anh, nói lên cho người nhà khi mà thăm nuôi, người nhà thì về đăng lên là Việt Khang lúc này là bỏ thuốc lá, tập thể dục hay là học Anh văn. Tự nhiên có mấy bài viết mà anh thức ảnh biết được đó là tụi nó là cộng sản. Tại sao đêm hôm đó Việt Khang cũng không ngủ được, là những cái câu chuyện nó, cái anh thức anh nói câu em tập làm quen đi, nó là vậy đó. Nào thì hôm qua anh em mình cũng đã nói như vậy. Bây giờ mình tới cái câu hỏi. Dạ vâng, cái câu hỏi kế tiếp mà rất nhiều người quan tâm khi mà nhạc sĩ Việt Khang bước xuống phi trường LAX đơn thân một mình. Rất nhiều người thắc mắc là tại sao vợ của Việt Khang, con trai của Việt Khang không đi được cùng với Việt Khang trong chuyến này. Vì luật của Hoa Kỳ cho phép một người được tị nạn được quyền mang vợ và con của mình. Tại sao như vậy thưa anh Việt Khang? Kính thưa anh Tường Thắng và thưa tất cả quý vị, là cũng có một số người biết và một số người không biết, đó là chuyện gia đình của Việt Khang đã đổ vỡ từ lúc mà Việt Khang còn ở trong tù. Như từ đầu là Việt Khang có nói và Việt Khang tin rằng cuộc đời này có những cái gọi là cơ duyên. Khi duyên còn thì tất cả sẽ được gắn kết với nhau. Khi duyên tận thì mỗi người chọn một hướng đi riêng để có một cái cuộc sống như mình mong muốn. Việt Khang có nói với mẹ là mẹ ơi, con biết là mẹ sợ con buồn vì cái tình cảm của tụi con bây giờ không còn mặn nồng nữa, nhưng ba mẹ đừng có buồn. Tụi con là những người đã trưởng thành, đã lớn, thì mình yêu tự do, dân chủ, nhân quyền, cái tính độc lập của mỗi một con người, thì không thể nào mà bắt ép người khác làm cái chuyện mà cho mình mà họ không muốn.
thì không có sự ép buộc đó. Thật lòng mà nói, bây giờ Việt Khang và mẹ của con trai của Việt Khang cũng có được cái tình cảm bạn bè rất là vui vẻ. Cũng cảm ơn ơn trên đã an bài mọi sự. Việt Khang không hối tiếc và cũng không oán trách gì cả. Không có cái như là mình hết thương thì thôi. Mỗi người có một cái cuộc sống riêng. Nếu mà ở đây, nếu mà mẹ của con anh mà có xem cái chương trình này thì cho anh nói là cái câu chuyện của chúng ta đã trải qua rồi, ở một cái giai đoạn khác rồi. Bây giờ cái giai đoạn này là cái giai đoạn của tình cảm bạn bè, bạn thân với nhau. Và vừa rồi cũng vậy, Việt Khang với lại Cổ cũng cũng có những cái tình cảm rất là thân tình, và chủ yếu là lo cho đứa con của mình đầy đủ. Hai bên kết hợp với nhau để lo cho con. Thì trong lúc mà ly dị, mà Việt Khang còn ở trong tù, thì cái quyền nuôi dưỡng đứa con là thuộc về mẹ. Cho nên là Việt Khang đến đây không có thể nào mà dẫn theo con được. Nhưng mà Việt Khang nói thật lòng mà nói, cái câu chuyện cũ đó Việt Khang không muốn nhắc lại, bởi vì nhiều khi có nhiều người hiểu lầm là trách móc cái cô vợ không có chờ đợi này. Thưa là không phải. Việt Khang và vợ chia tay nhau rất vui vẻ và rất đồng tình của hai bên. Và bây giờ có một cái tình cảm bạn bè rất là vui vẻ luôn. Trong cái khoảng thời gian chia tay, Việt Khang có viết một bài hát để nói về cái cuộc chia tay đó, để nói về cái sự thật của cái cuộc chia tay đó. Tại vì có nhiều người cũng thắc mắc, có thể tụi này nó giả bộ chia tay để không có bị phiền phức đến về người vợ. Nhưng mà đó là sự thật, chia tay sự thật, chứ không phải là cái chuyện đóng kịch. Và Việt Khang đã sáng tác một bài hát có tựa đề là Mất Nhau Từ Ngày Ấy. Cái mất nhau từ ngày ấy là cái ngày nào? Ngày Việt Khang phải đi tù, là kể từ đó là Việt Khang đã không còn cái gia đình đó nữa, là mất nhau từ ngày ấy. Và vinh hạnh cho Trúc Hồ là Hồ là người đầu tiên nghe nó hát. Nó hát bài đó hay quá. Hồ nói em hát bài này hay quá. Anh không dám mời em hát bởi vì sợ em xúc động. Nhưng bài đó là một phần bài em hát anh cảm được khi em mới ra tù. Thì Việt Khang có nói là cái bài hát này á, tại vì cái lúc mà ở trong cái môi trường tù á, thì cái cảm xúc của mình trong đó nó có như thế nào thì mình viết ra như thế đấy. Nhưng mà em có nói với anh Hồ là em chắc không có dám đưa cái bài này phát hành, bởi vì là như nếu mà cái người nghe sẽ trách móc cái cô vợ của mình. Nhưng mà không phải, anh Hồ nó không phải. Cái câu chuyện đó nó là một cái trang nhật ký của em. Đúng. Là cái câu chuyện đã qua rồi. Bây giờ tụi em là bạn bè với nhau vui lắm. Thì Cổ chắc không có trách em đâu. Nếu mà chúng ta có những cái lời nói, những cái lời giải thích trước đó, đây là một cái câu chuyện có thật, và nó chứng minh cho sự thật là tụi em chia tay với nhau. Nghệ sĩ mà, nghệ sĩ thì có cảm xúc thì viết thôi. Nhưng mà mai mốt sau này thì Việt Khang sẽ nhờ anh Trúc Hồ hòa âm, và Việt Khang sẽ có thể hát solo hoặc là hát cùng với tại các anh em ca sĩ của SBTN. Nhưng mà em hát một câu chút xíu được không? Mấy cô chú ở đây muốn nghe một câu thôi. Một câu thôi. Mấy bữa nay tuy là đáp xuống sân bay Los Angeles rồi, nhưng mà Việt Khang vẫn còn bay, vẫn còn lơ lửng, chưa có ngủ được ngon giấc. Cho nên là ok. Và kính thưa quý vị, cũng tội nghiệp Việt Khang xuống đây chưa được lấy lại cái giờ ngủ mà bên kia người mẹ cũng lo, bởi vì trên mạng cũng một số người họ viết những cái điều mà không đúng sự thật. Quyền tự do phát biểu thì đúng, nhưng mà không có được tự do dựng chuyện để mà bôi xấu, để mà làm những cái chuyện mà xúc phạm tới gia đình, để mà để một người mẹ con mình mới tới tự do mà phải lo âu.
Tại sao một người tới Mỹ mà phải lo âu? Đây là xứ tự do mà. Hôm qua Khang lo nhức đầu luôn, đi mua thuốc cho nó, xong tối về dặn Nguyên Khang mày mua cho nó một khủ Advil luôn, PM giùm cho anh mày cho nó bớt nhức đầu. Và nói với lại Việt Khang, em đừng có nhìn cái chuyện mà cái đường hướng nó tiêu cực đó. Em cứ nghĩ đi, một tuần trước anh và em hai đứa còn lo mà. Bây giờ em ở đây em được tự do rồi thì em còn gì mà lo. Nhưng mà Khang nói em sợ mẹ buồn, mẹ lo. Thì cái đó, kính thưa quý vị, Chúc Hồ xưa giờ không bao giờ lên tiếng cái chuyện mà ai nói gì Hồ nói gì kia hết. Nhưng mà đây cũng nên chấm dứt đi. Chấm dứt những cái chuyện mà dựng chuyện lên nói, nên chấm dứt. Nên có những cái câu hỏi mà quý vị phải suy nghĩ, quý vị hay đặt quý vị vào tình trạng của một người tù, một người yêu nước. Trước khi đặt những cái câu hỏi đó, ở đằng sau nó có nhiều cái mà chúng ta không nên hỏi. Mà em đang ở xứ tự do, em đừng có lo. Ha? Anh quen rồi, 6 năm rồi. Ok anh. Như vậy Việt Khang có hát được một hai câu không? Cũng hay hát hả? Okay. Em hát bài đó hay lắm á. Dạ, không có đàn ở đây. Thì cũng hát vài câu để hầu tất cả quý vị. Từ bao giờ em đã hết yêu anh, và trong tim em hình bóng anh không còn. Từ bao lâu em chẳng còn thương nhớ, thôi mong chờ ngày anh về bên em. Rồi bây giờ em đã muốn chia tay để xây tương lai cuộc sống như mong đợi. Đành chia tay khi mình còn xa cách, đành rũ bỏ bỏ nghĩa tình phu thê. Cảm ơn tất cả quý vị. Là cái bài hát này đó là những cái cảm xúc của cái thời điểm đó thôi, nhưng mà bây giờ Việt Khang và mẹ của con trai Việt Khang vui lắm, là một cái giai đoạn mới, là một cái giai đoạn tình bạn rất là thân thiết. Và phải nói là như là mọi chuyện đã có ơn trên an bài. Có được cuộc sống vợ chồng mãi mãi với nhau hay không, nhiều khi con người chúng ta không thể quyết định được, mà là vận mệnh của cuộc đời nữa. Cho nên là nghe những cái ca khúc đó là những cái gì thật nhất, không giả tạo bao giờ, thì nó chính là một cái trang nhật ký mà được Việt Khang ghi chép lại bằng âm nhạc. Thì mong rằng sau này bài hát phát hành, Việt Khang muốn tất cả quý vị đón nhận nó như là một cái câu chuyện đã qua rồi, không có gì nặng nề cả. Dạ. Thế thì đó là cái cảm xúc cá nhân. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi đến đặt chân đến phi trường Los Angeles thì cảm xúc đầu tiên của Việt Khang là gì? Việt Khang có hai cảm xúc, bên ngoài và bên trong. Cảm xúc bên ngoài là một cái xứ sở tự do, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sạch sẽ, cái gì cũng lạ lẫm. Và mình biết chắc là mình đang ở một cái đất nước tự do mà bao nhiêu năm nay hai anh em chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức và sự chờ đợi. Thì ngày hôm nay vui mừng vì đã đến cái nơi mình cần đến. Và vui mừng khi được mà tình cảm của quý ông bà cô bác ở sân bay đón nhận, đón Việt Khang. Còn bên trong tâm hồn của Việt Khang, đó là những cái suy nghĩ của Việt Khang về những anh em còn ở bên
ở bên quê nhà mới nhận những cái bản án rất là nặng nề. Mới đây nhất đó là anh Bình, Hoàng Đức Bình. Hoàng Đức Bình 14 năm tù. Đức Bình 14 năm tù. Nhớ Việt Khang được tự do, nhưng mà Việt Khang vẫn nhớ tất cả những anh em, anh Trần Vũ, anh Bình. Trần Vũ, anh Bình là người anh cũng là người sáng tác. Anh cũng viết nhiều ca khúc, cũng ở tù chung và bị bắt chung một cái vụ án với Việt Khang. Anh 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Và Việt Khang cũng đính chính lại rằng Việt Khang là 4 năm tù giam và 3 năm quản chế, chứ không phải là 2 năm quản chế như bao nhiêu tin tức đã loan truyền. Thì Việt Khang vui vì mình tự do, nhưng buồn vì còn nhiều anh em, còn nhiều những người đang phải đau khổ ở trong cái chốn tăm tối. Việt Khang chỉ có một đứa con thôi, mà Việt Khang là đàn ông, thanh niên đàn ông. Nhớ con của mình và mình kinh khủng lắm. Việt Khang thương cho chị Trần Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là những người mẹ khủng khiếp lắm, không phải đơn giản đâu. Xa con thật sự là như vậy. Cho nên là Việt Khang vui bản thân mình, nhưng không có quên những anh em của mình. Những anh em Trần Vũ, anh Bình, anh Trần Quỳnh Duy Thức đang còn ở trong. Những người như Trần Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và còn nhiều những người mà mới ra tòa, với mới có những cái bản án rất là nặng. Cầu mong sao ơn trên che chở cho tất cả anh em của những người yêu nước, những người yêu chuộng tự do dân chủ mà dấn thân mà phải trải qua cái con đường đau thương. Trong cái thời gian Việt Khang ở bên K2 Xuân Lộc, sau khi chia tay với anh Trần Quỳnh Duy Thức rồi, Việt Khang cũng có sáng tác tiếp những cái bài hát, trong đó có cái bài Con Đường Tự Do, nói về cái bước đường dấn thân của mấy anh em đi đấu tranh cho hai chữ tự do. Thì cũng sẽ thời gian tới cũng sẽ nhờ anh Hồ giúp cho em hòa âm để mà được phổ biến những cái bài hát của em. Vậy đó. Bây giờ thì coi như Việt Khang đã được tự do qua sự giúp đỡ của cộng đồng của người Việt hải ngoại và rất bao nhiêu người khác ở đằng sau. Cái dự kiến tương lai Việt Khang là sẽ làm cái gì? Thì tương lai thì còn nhiều cái hoài bão lắm. Còn nhiều những cái hoài bão mà Việt Khang là một cái người cũng hay lo xa, hay tính xa lắm. Chứ không phải là như là chỉ biết những cái gì trước mắt. Nhưng mà Việt Khang là một người thích mình thực hiện cái công việc đó xong rồi mới công bố ra bên ngoài. Chứ cũng không có nhiều hứa hẹn. Tại vì chẳng qua là như là Việt Khang kể về cái câu chuyện mà bài hát Ngày Mất Nhau Từ Ngày Ấy, để mà chứng minh rằng cái cuộc chia tay là sự thật. Cũng như là mới vừa nói tới những anh em còn sót lại trong tù thì mới kể ra cái bài Con Đường Tự Do. Nhưng mà Việt Khang là thích làm hãy nói, làm xong mà hãy nói. Thì dự định trong tương lai thì cho Việt Khang từ từ Việt Khang sẽ bật mí sau với anh Tường Thắng. Vâng, thưa anh Hồ, anh còn có điều gì muốn chia sẻ? Đây, mình cũng gần hết giờ rồi. Dạ, hết rồi đó. Vâng. Thì Việt Khang đã nói câu chuyện mà 6 năm đã qua. Yeah. Và rất vui bà con, rất vui trong tương lai là sẽ Việt Khang sẽ tới từng cộng đồng mà cảm ơn những người mà đã ký thỉnh nguyện thư. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ở cộng đồng ở miền Nam California. Sẽ là một buổi nhạc. Việt Khang tới cảm ơn khán giả. Nó sẽ là một ở ngoài trời. Không có bán vé, ở ngoài trời. Rồi có thể là sẽ đi DC để cảm ơn bác sĩ Quân trong cái ngày quốc tế nhân quyền. Rồi sẵn đó mình cảm ơn cộng đồng qua trình đốn luôn. Từ từ để Việt Khang nó khỏe lại đã. Bây giờ vẫn còn mệt lắm.
Thì nhưng mà chắc chắn là sẽ đi cảm ơn từng cộng đồng một. Vâng, cảm dạ vâng. Cảm ơn nhạc sĩ Việt Hàng đã đến với đài truyền hình SBTN và đã chia sẻ những cái tâm tư của mình trong 6 năm vừa qua cũng như thời gian ở tù. Và để chấm dứt chương trình ngày hôm nay, Trường Hán xin mời khán giả theo dõi một nhạc phẩm được chính nhạc sĩ Việt Hàng sáng tác trong khung cửa nhà tù. Nhưng nó sau đó đã được bay bổng đi khắp năm châu và đến tất cả các nẻo đường ở Việt Nam để mong muốn một ngày nào đó toàn dân làm chủ lại đất nước của mình. Nhạc phẩm đó sẽ được trình bày bởi rất nhiều tiếng hát ở khắp nơi trên thế giới và trên các nẻo đường Việt Nam. Đó là nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân. Và xin cảm ơn quý khán giả. Xin chào, cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Nhân dân ta, quyền tự do, quyền con người. Quyền xóa bỏ đồng tài. Thank you.